mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Những ngày tháng trong ngục tối Kết thúc buổi đi cung đầu tiên Người ta phải dìu nó về buồng giam Chưa bao giờ ăn trận đòn đau như thế Nó choáng váng đau đớn vô cùng Trên người nó không chỗ nào không đau Bởi chẳng thể che chắn Hơi thở như nặng nề hơn Khò khè khó nhọc Mỗi khi cố hít sâu người nó căng lên vì đau đớn nó muốn hét thật to mà không thể chẳng còn hơi sức đâu mà mở miệng ra nước mắt giàn ruộng nó nghĩ đến mấy người kia không biết họ có rơi vào tình cảnh như mình không không biết họ có phải chịu đòn đau như nó nó thấy khó chịu nó nghĩ lại nhớ lại mọi thứ nó thấy mình sai lầm khi nhận lời giúp tát ao rồi để mình rơi vào hoàn cảnh này nếu nó chỉ có một mình không gia đình không nhà cửa mọi chuyện khác hẳn đằng này nó có bố mẹ có em gái mọi người yêu thương nó lo cho nó từng phút từng giây việc nó làm chắc hẳn là mọi người đau đớn lắm nó thấy mình ngu dốt tạt ao với nó chỉ là quan hệ xã hội sao có thể so sánh với gia đình chỉ một quyết định sai lầm nó đã làm cả nhà đau đớn tổn thương của mọi người chắc hẳn không gì sánh được mỗi lần đi cung là một lần đau đớn thằng cam đánh nó không thương tiếc làm các vết thương chưa lành lại càng thêm đau đớn sau mỗi lần đi cung nó rất sợ sợ đòn của cam sợ mỗi lần hắn gầm lên giận dữ sợ khi hắn lao vào mình như một con chó điên Sợ cách hắn nghiến răng gầm ghè giận dữ Sợ tất cả Chỉ cần nhớ đến hắn thôi đã thấy sợ Sợ cả trong suy nghĩ Sợ cả trong giấc ngủ chập trờn mộng mị Vậy mà nó vẫn cứ thèm đi cùng Rất khó hiểu và ngược đời Nó chấp nhận bị ăn đòn Chỉ để được bước ra ngoài Bốn bức tường im phăng phắc Cùng với đàn muỗi vo ve ấy ngòi Nó thèm khát sự sống bên ngoài Nó sợ bị giam hãm cứ như thế mỗi ngày trôi qua trong hoang mang tột độ Nó nhớ gia đình cùng mọi suy nghĩ đan xen Làm nó như điên dại Nó cảm nhận được mình đang suy nhược trầm trọng Trước đây còn có cảm giác đói Còn lúc này nó thậm chí chẳng buồn ăn uống Đôi chân nó dường như không kiểm soát được Mỗi bước đi là cả một sự cố gắng Chân phải không co duỗi được Làm nó kinh hoàng khi nghĩ đến viễn cảnh Mình sẽ là kẻ tàn phế đến tháng thứ năm người ta phải dịu nó ra ngoài khi đi cung lúc này đó đã hoàn toàn suy sụp chẳng thiết tha điều gì khung cảnh bên ngoài không còn hấp dẫn nữa nó cúi đầu phía trước nó thế nào nó chẳng quan tâm người hỏi cung lần này không phải là cam mà là thượng tá vinh ông nhìn nó đầy vẻ ái ngại cũng như lần trước ông lại mua đồ ăn đặt trước mặt nó mời nó ăn ông nói cháu cứ thế này thì chỉ làm khổ mình cháu nghĩ cứ ngoan cố như thế để đạt được điều gì chỉ khi có đầy đủ thông tin bọn chú mới bắt cháu không đơn giản để có thể bắt một người đâu cháu hiểu không nó cảm thấy người này như đang nhìn thấu mọi điều trong lòng nó ánh mắt ông sâu sắc nhưng lại đầy tình cảm cách ông nhìn nó làm nó thấy ngượng ngùng ông nói tiếp Lúc các chú đọc lệnh bắt cháu tại nhà Mẹ cháu khóc ngất Cháu có nhớ nhà không? Cháu có muốn gặp mọi người trong gia đình không? Cháu có biết mọi người lo lắng cho cháu thế nào không? Kết thúc chuyện này sớm đi cháu ạ à. Để bố mẹ có thể gặp được cháu Cháu phải nghĩ đến mọi người chứ Cháu nghĩ rằng cô giữ kín mọi điều để nhằm thoát tội à Hay có thế lực nào làm cháu không dám nói ra nhìn mắt chú trả lời chú cháu thương bố mẹ cháu chứ phải không nó im lặng từng lời nói của ông làm nó đau nhói nó chẳng dám ngẩng mặt lên cổ họng nghèn lại điều tra viên vinh nói tiếp khi hoàn tất hồ sơ kết thúc điều tra cháu sẽ được gặp bố mẹ cháu nghe này chú đã lấy được đầy đủ lời khai của mấy đứa kia chỉ còn có mình cháu đây cháu nghĩ cháu ngoan cố như thế vì điều gì vì cứ thế này là cháu tự làm khổ mình rồi kết cục vẫn vậy và càng ngày cháu sẽ càng bất lợi khi ra tòa cháu sẽ bị xử tội nặng hơn vì cháu không thành khẩn rồi các tình tiết có thể châm trước giảm nhẹ tội của cháu sẽ hoàn toàn không có chú đã biết hết tất cả thằng hùng tan ao nhắn cháu này ông đưa cho nó mảnh giấy nhỏ có mấy dòng chữ ngoạch ngoạc anh xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này Đừng cố nữa chẳng giải quyết được gì đâu Hùng tát ao Nó chẳng biết mấy nét chữ của tát ao Nhưng ở phía dưới cách xưng hô ấy Thì chắc chẳng mấy ai biết Trừ mấy người thân thuộc Đặc biệt là cái tên Hùng Hùng tuy không phải là cái tên thật Nhưng chỉ có nó gọi tát ao bằng cái tên này Nó bẩn thần đầu óc trống rỗng Nó chẳng biết mình nên nghĩ gì Tại sao lại thế chứ Sao tát ao lại bảo nó đừng cố nữa Hắn khai cả rồi hay sao Không để cho nó miền man suy nghĩ Ông Vinh nói tiếp Chú muốn cháu nói ra để so sánh với lời khai của tất cả Nếu khớp thì kết thúc nhanh thôi Hơn nữa cháu còn có thể nói ra các tình tiết có lợi cho mình Cháu đồng ý làm việc với chú chứ Nó vẫn chẳng thể tin mấy ông anh bà chị nó lại có thể dễ dàng bỏ cuộc các câu chuyện của mấy người đi trước kẻ Nó vẫn in sâu trong tâm trí từ khi bị bắt Lúc lấy cùng người ta hay đòn vọt thế này thế kia Hứa này hứa nọ chỉ nhằm mục đích lấy được lời khai Sau khi xong việc thằng nào cũng thấy mình ngu dại Vì thế nó vẫn im lặng Nó đã tự hứa với mình từ trước Chỉ khi nào những người kia khai ra hết Nó mới khai chỉ khi nào biết chính xác là mấy ông anh bà chị đã nói ra nó mới khai không thể để anh em coi thường mình không thể để mình bị người ta qua mặt dễ dàng đơn giản như thế này được ông vinh vẫn như đọc được suy nghĩ của nó ông lắc đầu vừa bực tức nói chú không ngờ cháu mù quáng thế cháu cứ thế này là đang tự giết mình đấy chúng nó có cần biết cháu thế nào đâu không có đứa nào ngu dốt như cháu cả Ông quá to làm nó giật mình Hơi hốt hoảng Ông cầm tập hồ sơ dơ ra trước mặt nó Nói tiếp Vẫn có vẻ tức giận Đây này Chúng nó khai hết rồi đây này Nhìn đi Chú đọc to cho mày nhé Ông đặt tập hồ sơ xuống vội vàng lật mấy trang vẻ mặt nghiêm nghị. Thằng Hùng và cháu tháo súng rồi vứt ở ba nơi, sông Tam Bạc, Bọn chú đã vớt được hết Vừa là lật, lật giấy ông vừa nói tiếp Ông bắn thẳng đăng Cháu đã định về Hà Nội Nhưng lại có tin nhắn của Duyên Tiên Nên mới tiếp tục săn đăng rồi gây án Bọn chú còn tìm được cả cái máy mài thằng Hùng Dùng để khía nòng súng đấy À cháu muốn xem lại khẩu súng dùng để gây án không Nói rồi Ông rút trong cặp ra mấy cái ảnh Đưa cho nó bốn tấm Đúng là khẩu súng các bin rồi Khẩu này khó kiếm lắm vì hiếm Nhưng mà hình như tát ao đã khai rồi Vài câu ông Vinh đọc chứng tỏ điều ấy Nếu anh chưa khai Sao ông Vinh có thể biết rõ mấy chi tiết kia Những chi tiết ấy người khác sao có thể nghĩ ra được Nó thật người Cảm giác như đất trời sụp đổ Đầu óc nó quay cuồng Hai bên thái dương giật giật Điền mật nó đang cố giữ kín mọi chuyện để làm gì thế này Nó cố gắng chứng tỏ mình không phải là kẻ hèn nhát Không muốn xấu mặt với anh em Nhưng sao thế này Anh em của nó kiểu gì thế Lúc gây ăn xong còn nói với nhau Chết cũng không khai cơ mà Mắt nó ẩn ngạc nước Cổ họng nghẹn đắng Nó không thở nổi Choàng vang qua Đầu đơn qua Đêm hôm ấy trở về buồng giam Nó không bị cùm nữa Quản giao cho nó vào buồn rồi đóng cửa lại Đầu óc nó trống rỗng Việc không bị cùm cũng chẳng làm nó có biểu hiện gì khác lạ Nó ngồi vịt xuống bần thần Không gian bỗng nhiên im ắng lạ thường Chỉ có từng lời nói của điều tra viên như văng vẳng Những lời nói ấy như quét sâu vào lòng nó Như một đòn dáng mạnh hạ gục nó ngay tức khắc Bao nhiêu ngày tháng nay chịu khổ chịu nhục là vô ích là vô nghĩa rồi chết cũng không khai là như thế hả chính tát ao dặn nó như thế hắn có biết nhục không hắn có còn dám nhìn mặt nó nữa không ông vinh đã nói ra những chi tiết mà chỉ nó với tát ao biết còn có thể nghi ngờ gì được nữa thằng hèn nhát này nó hận mình ngu dốt nó thấy mình sai lầm ngay từ những ngày đầu tiên quan hệ với hắn nó ôm mặt nực nở ông vinh hẹn nó ba ngày sau trở lại khi thấy nó có vẻ bất thường có lẽ ông biết ông đã thức tỉnh được kẻ cứng đầu dại dột lần đi cung tiếp theo cả ông vinh và cam ngồi trước mặt nó người trực tiếp hỏi cung là cam cũng như lần đầu tiên hắn hỏi nó có quan hệ giữa nó với tát ao và những người khác sau đấy dường như đã biết tất cả cam chỉ cần nó trả lời đúng hay sai hắn như thuật lại toàn bộ quá trình gây án từng chi tiết nhỏ nhất cũng được nhắc đến không thiếu chút nào sau mỗi phân đoạn hắn đều ngước mắt chờ câu trả lời hầu hết câu trả lời của nó là đúng chỉ có hai vấn đề không đúng làm cam phát điên hắn liên tiếp văng tục chửi bới nó thứ nhất nó chưa từng bàn bạc việc này với ai khác ngoài tát áo Cam muốn nó khai rằng có ngồi bàn bạc rồi lên kế hoạch cùng hai người khác nữa là chị Thúy Băng Cốc và Hà Nước Dừa. Trong suốt những ngày tháng làm ăn ở Hải Phòng, những lần nó gặp Hà Nước Dừa rất ít, quan hệ của nó với người này chỉ là xã giao, chỉ gặp và chào hỏi chứ chưa từng nói chuyện qua lại. Nếu Hà Nước Dừa biết việc này, chưa chắc nó đã đồng ý hành động. Còn chị Thúy, nó rất quý mến người này. Chị có cách sống phóng khoáng và rất tình cảm Nhớ lần Nó có ý định làm ăn với A Đông Chỉ đã khuyên nó từ bỏ Trong quẫy nó Chỉ được coi là người đứng đầu Nhưng chưa một lần nào nó thấy chị nói Hay sai ai làm gì cả Việc nó với tan ao làm Với nó chỉ có thêm chị Duyên Tiên biết Chị Thúy chưa từng nhắc đến việc này Hoặc nếu có Thì người khác không có mặt nó lúc ấy Thứ hai phát súng thứ hai của tát ao chỉ là bắn dọa cảnh cáo hắn không có ý định giết chết người lái xe ô cam ép nó nhận là phát súng ấy chỉ là bắn trượt mục đích của tát ao là giết người diệt khẩu chẳng qua ngắm không chuẩn nên không thực hiện được ý đồ cả hai vấn đề đều sai sự thật đều không đúng ít nhất là với nó không thể nói những điều không đúng và mình không biết việc này thứ nhất chẳng có lợi gì cho nó Thứ hai chẳng khác nào vu khống Không thể có lý do gì làm nó khai sai sự thật như thế được Trong khi nó với Cam tranh cãi Ông Vinh chỉ lặng im như đang suy nghĩ Nó cảm thấy ánh mắt ông nhìn mình như khích lệ như động viên Khi thấy buổi đi cung đã kéo dài quá lâu Và dường như không có kết quả gì thêm Ông ra hiệu cho nó đứng dậy Trước khi nó bị đưa trở lại buồng giam Ông vỗ về nó Chú rất vui vì cháu hợp tác Có một số vấn đề cần làm rõ Nên vài ngày nữa chú mới lại lên làm việc Cháu có cần thứ gì chú sẽ mang đến Sau buổi làm việc này Nó thấy nhẹ lòng hơn Không hiểu tại sao lại thế Chẳng phải vì nói ra Để người ta đối xử khác với mình Cũng chẳng phải Bởi khẩu phần ăn thay đổi Có lẽ chỉ là Nó làm điều này hoàn toàn đúng Tất cả những tháng ngày trước đây Được coi là những chuỗi ngày ngủ dốt rất lâu sau đó người ta mới lên làm việc tiếp chắc vì những vấn đề mà nó không thừa nhận làm người ta phải xác minh với nó nó đã nói ra tất cả chẳng còn gì phải giấu diêm nữa trong đầu nó lúc này chỉ mong sao được biết tin của gia đình được gặp mọi người nó nhớ mọi người lắm mỗi khi nghĩ đến bố mẹ và em gái nó như kẻ mất hồn những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn làm nó như người điên dại cười rồi khóc một mình Thời gian điều tra kết thúc lâu hơn nó tưởng tượng Phải mất cả 10 tháng Nó mới được ký vào bản kết luận cùng Trong thời gian chờ điều tra viên tới Rất nhiều sự kiện xảy ra Vui có, buồn có Sau lần lấy cung ấy Cuộc sống của nó có nhiều thay đổi Nó không bị cùm nữa Khẩu phần ăn khá hơn nhiều Quản giáo đồng nói từ lúc này Nó được hưởng chế độ ăn của phạm nhân trong quân đội 6.000 đồng một bữa Hầu hết bữa nào cũng giống bữa nào Trong âu cơm có đĩa thức ăn gồm mấy cọng rau Khi thì rau rèn, khi thì rau mỏng tơi Cùng hai miếng đậu nhỏ Hai miếng thịt mỏng dính, gió thổi chắc cũng bày Quản giao nam đi của Hà Nội không biết bao giờ mới về Tuy điều kiện và chất tốt hơn trước rất nhiều Nhưng tâm lý của nó luôn không ổn Nó thèm được nói chuyện, nó thèm được ai đó để tâm sự Để nói những gì đè nén trong lòng nó bấy lâu này Quản giao Bắc và Đông không bao giờ tiếp chuyện nó Người tự giác đương nhiên lại càng không Nó sinh ra lần thần Lúc ngẩn ngơ lúc cười nói một mình Cái chân phải hình như không thể trở lại bình thường Sau thời gian bị cụm quá lâu Dành rất nhiều thời gian để xoa bóp và tập luyện Nhưng không thấy hiệu quả Khi bước đi vẫn cứ vầy vầy khó chịu vô cùng Thời tiết bắt đầu nóng kinh khủng Hình như đến mùa hè cái buồng giam này mới phát huy hết tác dụng Không khí bên trong ngọt ngạt khó thở Cảm nhận rõ nhất mỗi khi tập đi Bình thường nó phải đi qua đi lại khoảng 500 vòng mới mệt Nhưng từ khi thời tiết chuyển hẳn sang hè Nắng nóng kéo dài Nó chỉ có thể đi được khoảng trăm vòng đã thấy nặng Không lúc nào người nó ngớt mồ hôi Có những ngày nóng cao điểm Nó ngồi luôn ở thành bể nước Để cảm thấy như mát hơn và thỉnh thoảng lại rội một gáo nước lên người. Một ngày người ta bơm nước hai lần, thời gian bơm khá lâu, nhưng bể nhỏ quá không chứa được nhiều, nên dùng nước phải thật tiết kiệm. Những ngày này mà mất nước chắc chẳng thể chịu nổi, dù coi là siêu nhiệt. cứ mỗi tuần sau khi hai quản giáo đổi ca trực, họ lại bắt nó chuyển buồng. Mỗi lần chuyển buồng là một lần vệ sinh cọ rửa. Các buồng giam giống hệt nhau bẩn thỉu và đầy xác côn trùng khắp nơi mạng nhện dày đặc bể nước có chút nước bên trong đen kịt và bốc mùi nó cảm giác như người ta cho nó đi từng buồng để dọn dẹp và rất ngại khi đến ngày phải chuyển buồng ngày thứ hai luôn là ngày vất vả đến cuối mỗi tuần nghĩ đến việc vệ sinh rửa buồng giam nó đã thấy nản chẳng thiết tha gì nhưng lần được chuyển vào buồng số 15 mọi chuyện đã thay đổi Lúc vệ sinh buồng nó phát hiện Có tổ tò vò phía trên cao Trong khu vệ sinh Sau khi lau dọn sạch sẽ Nó cố bám vào hai bên thành tường nhà vệ sinh Trèo lên phía trên Con tò vò hình như đã chuyển đi nơi khác Tổ trống không Nó đang định tụt xuống thì bất ngờ Nghe thấy tiếng trẻ con đùa nhau díu dít Nó cố dướn người lên phía trên Cố để có thể nhòm qua lỗ thoáng Ôi đã qua Trước mắt nó là cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cỏ bay. Phía xa xa có mấy người lùi húi làm việc đồng áng. Nó cố dấn lên thêm chút nữa, hình như bọn trẻ con đang tập đi xe đạp. Chúng nó đang tranh nhau lên xe. Cứ như mơ vậy, trước mắt nó là một khung cảnh sinh động và tràn đầy sức sống. Nó tự trách mình tại sao không phát hiện ra điều này sớm hơn, thay vì phải ngồi suy nghĩ, nhớ nhung đến điên cái đầu. Nó có thể lên đây ngắm nghĩa. Nó thấy lòng thanh thản hơn Mỗi khi lên trên ấy Thật là sung sướng khi được thấy cuộc sống ở bên ngoài Từ lúc ấy Việc chuyển buồng giam lại trở thành một điều thú vị Chỉ có vài buồng Khi nhìn ra lỗ thoáng không được như các buồng khác Hướng nhìn ra là đường đi Bên trong khu trại Hoặc bị che khuất bởi tròi canh Và cái cột điện phía bên ngoài Việc chuyển buồng Không theo một trật tự nào Lúc xoay vòng lúc đột ngột Chuyển hẳn sang hướng khác làm nó khi thì vui vẻ mãn nguyện, lúc lại thất vọng tràn trẻ. Nhưng dù xoay hướng nhìn về phía nào, việc được lên lỗ thoáng ngắm nhìn phía bên ngoài là một niềm đam mê và đầy hứng khởi. Mỗi ngày khi thức giấc, việc đầu tiên nghĩ đến là lên ngay trên ấy, phóng tầm mắt ra xa, thích thú ngắm phía khung cảnh bên ngoài. Việc lên xuống càng ngày càng thuần thục, chỉ cần dạng hai chân chống hai tay sang hai bên, như trò người nhện trong Asuke là có thể lên được. Nó nhích từng chút một chút một lên phía trên, lên tới đủ tầm thì có thể dùng ngón tay bám vào lỗ thoáng. Như thế cũng đỡ mất sức hơn. Và chỉ khi nào không còn chịu được, nó mới tụt xuống với toàn thân dã rời cơ bắp căng ra mỏi mệt. Lâu ngày, việc trèo lên lỗ thoáng đã trở thành một quy luật trong cuộc sống. Dù ốm đau hay mệt mỏi, nó cũng cố lên bằng được. Trước khi đi ngủ cũng phải lên kèo không ngủ nổ. Cả những khi mệt mỏi dã rời Vừa xuống tới nơi lại nghe thấy gì đó thú vị Nó lại cố gắng leo lên tiếp Nhưng tâm lý của nó chỉ khá lên trong một khoảng thời gian ngắn Thời gian đầu tiên phát hiện ra lỗ thoáng Nó đỡ suy nghĩ hơn Sau đấy mọi thứ lại trở lại như một nguyên tắc không thể tránh khỏi Nó lại chìm sâu vào các dòng suy nghĩ miên man Ngay cả khi ở trên lỗ thoáng có lẽ nó chẳng nhận ra mình đã như kẻ mất trí sau này khi nhớ lại mới thấy rõ điều này có lần nhìn thấy một con chuột to bò trên tường nó lao thật nhanh bổ lấy con chuột rồi xe áo xoắn lại thành dây cột con chuột lại buộc vào góc cửa nó cho con chuột ăn rồi còn nói chuyện tâm sự với nó các quản giáo bắt thả nhưng nó nhất quyết không nghe nhưng nó nhất quyết không làm theo với nó con chuột này như một người bạn để có thể chia sẻ buồn vui khi nó nói chuyện có con chuột lắng nghe khi nó ăn có con chuột ăn cùng bữa nhưng rồi sau một đêm con chuột bỏ đi mất khi tỉnh dậy chẳng thấy chuột đâu nó bàng hoàng như nhận tin xét đánh nó gào thét như vừa mất đi thứ quý giá nhất của mình rồi nó thần người thẫn thờ như kẻ mất hồn hai tháng trôi qua nó như người mất trí lúc này chẳng còn gì làm nó thấy hứng thú nữa ngày hay đêm không quan trọng có cái ăn hay không cũng chẳng để tâm ngay cả việc lên trên lỗ thoáng cũng chẳng còn thú vị nó vẫn lên như một thói quen nhưng không còn say sưa như trước nữa ở trong buồng giam lâu ngày các giác quan của nó như nhạy bén hơn vậy nó có thể nhận biết được người vào khu này từ rất xa chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm nó chú ý nó còn có thể phân biệt được ai là người mở cửa Nếu lẹt quẹt tiếng dép là tên bắt đầu hỏi Lộp cộp tiếng giày cứng là quản giáo đông Tiếng giày nhẹ hơn chút là mấy người cảnh vệ Tiếng chạy dồn dập vội vàng là tự giác có kiên Nó còn có thể nhận biết khi trời mưa Trước hẳn Hai đến ba ngày lúc ở trên lỗ thoáng Mỗi cơn mưa luôn làm nó sảng khoái Ở bên trong luôn nóng nực khi mưa sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, có những đợt nóng kéo dài kinh khủng, đến thở thôi còn cảm thấy khó khăn. Trong bốn bức tường ấy, nó thèm và mong mưa đến phát điên. Khi trời đổ mưa, một là nó thò tay ở lỗ cửa để hứng hạt mưa, hai là nó sẽ lên lỗ thoáng, cố dí sát mặt để cảm nhận không khí mát dịu, cái mùi ngai ngái của mưa cuộc sống của nó cứ thế diễn ra thời gian trôi chậm chạp dài lê thê nó giờ đã như chẳng còn có lý trí có lẽ bất cứ ai được nhìn nó lúc này sẽ thấy chắc chắn một điều kẻ này đã phát điên hắn chẳng còn ý thức nhưng bỗng một buổi sáng tinh mơ nó vẫn đang cố nằm chưa buồn dậy tiếng dép tiếng giày tiếng bước chân không hề quen hơn nữa không phải là một người như mọi lần rất nhiều người đang đi về phía buồng giam nó đang ở. Nó chắc chắn điều này và bật dậy, lao nhanh ra cửa. Nhìn qua lỗ cửa nó thấy hai người cũng mặc đồ phạm nhân như nó, đứng sát tường trong chuồng cọp ngay bên ngoài. Một thằng khá cao, hơi gầy, đầu chọc lốc, mặt cuối gằm. Thằng kia người thấp đậm, tóc tai nham nhở, trên mặt có mấy cái mụn ruồi to tướng. Quản giáo bác hỏi từ phía ngoài bước vào không nói không rằng một tay túm cổ áo thằng thấp đậm tay kia tát tới tấp vào đầu và mang tay nó đánh thằng thấp xong hắn chỉ tay vào mặt thằng này bảo nó cứ cẩn thận rồi xoay người mở khóa buồng việc hai thằng này sắp được vào buồng nó làm nó phấn khởi lắm tim nó đập mạnh hồi hộp vô cùng mà khi quản ra bắt mở cửa nó chỉ lấy nhí chào lần này nó chào to làm hắn bất ngờ Hắn tròn mắt nhìn nó như giò xét rồi đóng sầm cửa lại. Cả hai thằng đứng như xếp hàng trên lối đi. Có vẻ hơi sợ sệt làm nó bật cười. Nó nói, hai ông bạn tên gì, sao lại bị vào đây thế? Thằng thấp người mà mồm trước, nó có vẻ bạo dạn hơn thằng kia. Nó nói liền mạch như được lập trình sẵn. Em là Vượng, quê em ở Quảng Ninh. Em vào khu quân đội ở chỗ em Trộm mấy thứ Nên bị bắt rồi ra mà gần đấy Người ta chuyển em về đây chờ xử Chắc chỉ độ hai tuần nữa Là em ra tòa thôi Hai đứa bọn em mới vào Có gì xin anh dạy bảo Nó vui lắm Thế là từ nay nó có người để nói chuyện rồi Không phải chỉ một Như nó vẫn thường mong ước Mà là hai, hai người thật sự Đứng ngay trước mặt nó không thể là mơ Thằng kia tên Tuấn Anh Cũng người Quảng Ninh nhưng nó ở Hòn Gai, thằng vượng ở Quân Bí. Cả hai thằng đều ngang tuổi nó, vượng hơn nó một, còn Tuấn kém nó cũng một. Cũng coi như cùng chàng. Tuấn Anh khi ở ngoài làm nghề lái xe, xe tải của nó lái va chạm với xe bên quân đội. Nó xuống xe đánh lái xe gây thương tích nên bị bắt. Theo lời nó nói, bố nó cũng đang công tác trong quân đội nên lo được cho nó tự tội cố ý gây thương tích xuống chỉ là gây dối trật tự công cộng. Người kia bị nó cầm gạch đánh vào đầu, tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ để thành tội danh. Nhà nó đã vừa phải đến bồi thường, vừa chạy trọt nên nó mới được giảm nhẹ tội. Chỉ khoảng 3 đến 5 ngày nữa là nó ra xử. Xử ngay tại đây. Nghe thằng Tuấn Anh kể, nó mới biết tòa nhà lớn ngay phía bên ngoài mà nó thấy khi vào đây chính là nơi xét xử. Nó còn nói nếu nhà đó lo thành công, nó chỉ bị xử án treo, được về ngay sau khi xử. Ngày hôm nay nó mới phải vào đây, trước đó nó được tại ngoài. Thằng vượng kẻ trước đây, nó đã từng có một tiền án, cũng tội trộm cắp nhưng là án dân sự, nó phải đi cải tạo ở trại hang sơn, trại nhà. Qua lời vượng kẻ, trại này khá khốc liệt, phạm nhân phải lao động rất nặng mà vẫn khổ, vẫn thiếu thốn tưởng miếng cơm. Chuyện cướp bóc ở đấy là chuyện bình thường Cá lớn nuốt cá bé Và nó khẳng định Cải tạo trong trại giam của quân đội Bao giờ cũng sướng hơn ở trại giam bình thường Bởi trong trại giam quân đội Phạm nhân không phức tạp Và chế độ ăn đảm bảo hơn rất nhiều Khi thằng Vượng nhập trại Quản gia Bắc khám thấy trong người Nó có bật lửa và thuốc lá Sau khi hỏi rõ trong người nó còn có gì không Lúc khám thấy Nó bị ăn một trận đòn từ ngoài ấy vào đến đây lại bị thêm một trận nữa cũng khá đau kể đến đây vượng cười nó nói ở đây khám xét rất dễ qua mặt nó cố tình để bị phát hiện có thuốc lá và bật lửa trong người để mang vào buồng thứ khác nó tụt quần dài xuống một chút để lộ cặp quần bên trong rồi một tay vuốt nhẹ ngay gần lỗ luồn dài rút tay kia hứng phía dưới chờ cái gì đó rơi ra bên trong là mấy hạt nhỏ Bên trong cái buồng tối thui nên phải cúi mặt xuống nhìn Hóa ra là mấy viên đá lửa Lúc thằng Vượng làm mấy việc này Nói với thằng Tuấn Anh Luôn chăm chú Chắc cũng giống nó Tuấn Anh cũng chưa hiểu thằng Vượng đang làm gì Vượng cởi áo phạm nhân ra vứt vào góc nhà Rồi ngồi xuống cầm vạt áo trong lên Vạt áo của nó có lỗ nhỏ Rút từ trong ra là một dài ni lông Dài chừng hai găng tay Rộng một đốt ngón tay tối màu hình chữ nhật Các mép hình như được hàn bằng lửa Nham nhở nhưng khá chắc chắn Bên trong không biết là thứ gì Thằng Vượng đặt dải như lông lên đùi Rồi rút trong túi ngực ra một miếng bông dẹp lép Và một màu giấy báo nhỏ nát như Nó xé màu giấy báo thành hai phần Một phần hình chữ nhật thẳng thớm Dài độ một găng tay Vừa vuốt cho miếng báo phẳng ra Nó vừa cười tùm tìm nói anh chưa hút sâu kèn bao giờ đúng không Về lắm anh ạ à. Khi thấy miếng báo hình chữ nhật đã phẳng Như đạt yêu cầu Nó nhờ thằng Tuấn Anh Anh giữ hộ Rồi vo tròn mảnh báo còn lại Khi nó gỡ ra thì mảnh báo này nát nhừ mềm nhũn Nó cuộn mảnh báo lại rồi buốt bằng hai tay cho chặt hơn Mảnh báo giờ nhỏ lại bằng điếu thuốc lá Nó gọi đấy là cái bụi nhùi trong lúc nó làm hai thằng còn lại nhìn rất chăm chú Còn nó thi thoảng lại nhuền miệng cười tươi Thằng Vượng lấy một ít bông rồi xé tơi ra Đặt viên đá lửa vào giữa miếng bông Rồi cầm bằng hai ngón tay Nó cúi mặt xuống sàn nhà Và như nằm sấp Rồi hai tay trái cầm cái bùi nhùi Tay phải cầm miếng bông Quẹt xuống sàn xi măng Miếng bông bốc cháy làm hai thằng còn lại bất ngờ Giật mình cảm giác cái thằng kia như vừa làm ảo thuật. Thằng Vượng nhanh tay châm cái bùi nhồi vào đốm lửa rồi đưa lên sát miệng thổi. Nó có vẻ cẩn thận, thổi nhẹ nhẹ xung quanh miếng bùi nhồi rồi đưa cho thằng Tuấn Anh. Dặn thằng này thi thoảng thổi nhẹ vào đầu bùi nhồi cho nó khỏi tắt. Giờ Vượng mới cầm dài ni lông lên, gỡ nhẹ phần đầu, hóa ra bên trong là thuốc lào. Nó nhúm một ít rồi đâm chiêu ra vẻ như đang tính toán Nó lại bứt thêm tí nữa Sau khi xé tơi nhúm thuốc lạ Nó dài lên trên miếng giấy báo hình chữ nhật Rồi cuộn mảnh báo với thuốc lạ Tay trái nó vần về Làm đầu bên tay ấy nhỏ lại Nó rứt một sợi chỉ ở cái quần phạm Và buộc ở đầu nhỏ của điếu thuốc Điếu thuốc này là thứ nó gọi là sâu kèn Thằng Vượng lấy lại cái bùi nhồi Hơi nới lỏng rồi thổi mạnh làm bùng lửa lên Rồi hơ phần đầu cái sâu kèn lên ngọn lửa Vừa hơ vừa xoay tròn để cái sâu kèn cháy đều xung quanh Nó dựng sâu kèn lên làm lửa xung quanh nhỏ dần rồi tắt lử Phần bị đốt đèn xỉ Vượng bảo đốt như thế hút cho đỡ hại Mực in báo toàn chỉ Khi đốt sẽ làm bớt lượng chỉ đi ngậm điếu thuốc sâu kẹt lên môi nó thổi khói bên trong ra rồi đưa bụi nhội lên chậm vượng bập bập mấy cái sau đấy kéo một hơi dài thêm một hơi nữa ém chặt khó trong bụng rồi đưa cho nó nói có vẻ khó nhọc anh hút đi hút giống em ấy hãm thật sâu vào nó bắt trước theo vượng kéo một hơi dài ém khói lại và chưa kịp kéo hơi tiếp theo thì bất thình lình nó thở gấp chân tay run lẩy bẩy nó cảm giác như không thể ngồi vững nữa Sắp sửa ngã Thì thằng Phượng lao ra đỡ nó nằm người ra sàn Vừa đỡ vừa cười nói rất hân hoan. Thế mới sướng anh à Em thèm được một phát như anh mà chẳng được Nó nằm rất lâu sau mới thấy bình thường trở lại Tuy vẫn hơi run run Nhưng vẫn cố ngồi dậy Nó thấy thằng Tuấn Anh đang nằm ra sàn thở hồng học Chắc lúc nãy nó cũng ở trong tình trạng thế này Vượng với nó nhìn nhau hai thằng cười tươi Nó thấy trong lòng hân hoan cực kỳ sung sướng Từ bây giờ nó có người để tâm sự Chia sẻ buồn vui rồi Từ giờ chắc sẽ không tha thần Không phải suy nghĩ vu bơ Rồi xoáy sâu vào lòng những thổn thức Đến dồ dại nữa Nó đã có bạn Những người bạn mới trong cái chốn ngục tù Hút sâu kèn ban đầu hơi sợ Vì phê đến mất kiểm soát nhưng sau đấy từ khi biết tự lượng sức và có kinh nghiệm hơn Thì có thể điều chỉnh lực hút Hơi kéo vừa với sức mình Thằng Vượng bảo một ngày sẽ hút ba cữ sáng trưa tối Nếu hôm nào vui hoặc kiếm được nhiều thuốc Sẽ hút thêm vào lúc cả ba tâm sự Nói chuyện với nhau cho có hứng Và rồi nói lên kế hoạch để có thể duy trì thú vui này Trong kế hoạch cả ba thằng đều phải tham gia mỗi thằng một nhiệm vụ Thằng Vượng phân tích Chỗ thuốc lào nó giấu mang vào Tuy còn đủ hút khoảng một tuần đến 10 ngày nữa Nhưng vẫn phải kiếm thêm Vì bên đầu có hôm nào nổi hứng Hút thêm hai ba cữ Thì chỉ vài ngày là hết Hơn nữa những người ta tách chúng nó ra Mỗi thằng bật buồn thì chia nhau kiểu gì được Mấy ngày nữa là thằng Tuấn Anh đi xử Kiểu gì cũng được gặp người nhà Nó sẽ phải nhờ người nhà nó mua thuốc rồi mang vào Thằng Vượng nói ra mấy cách để thằng Tuấn Anh có thể tùy cơ ứng biến. Bố Tuấn Anh làm cho quân đội, là có quan hệ thân thiết với cán bộ trại, nên cách tốt nhất là có thể tận dụng điều này, xin mang vào ít đồ ăn rồi giấu trong ấy. Vượng quay sang hỏi nó, anh đã bao giờ đi xin thuốc chưa? Nó lắc đầu, chờ thằng này nói tiếp. Bất kể là ai trong trường hợp nào dù là đang bị cồm hay bị kỷ luật đi nữa thì cũng có thể đề nghị được phát thuốc em với anh sẽ phải nghĩ ra bệnh gì đấy để quản giáo bắt buộc phải cho ra xin thuốc em sẽ nói em bị đau bụng đi ngoài bệnh này không khám được là ảnh hưởng lớn đến sức khỏe còn có thể dẫn đến tử vong em sắp ra sở nên chắc chắn sẽ được cho ra xin thuốc em thấy chân anh có vấn đề anh sẽ ra khám chân nhẹ cứ ra vẻ đi lại khó khăn lắm vào là được Em sẽ có cách lấy bông Còn anh kiếm bảo Việc này thì quá dễ Chẳng cần ra vẻ hay giả vờ Chân nó vốn đã như thế Hơn nữa nghe đến việc được ra ngoài Nó phấn khởi lắm Lâu quá rồi không được ra khỏi căn buồng này Nó thèm được phóng mắt ra xa Rồi được đi đi lại lại bên ngoài Nghĩ đã thấy sướng Vậy là cả ba thằng đều nhất trí với phương án Thằng Vượng nêu lên nói với thằng vượng ngày mai sẽ xin thuốc còn thằng tuấn anh sẽ chờ ngày xử mới hành động sao hôm sau bác hỏi mở cửa đúng như quy định thì cả ba thằng phải đứng chào quản giáo nhưng lại chỉ có hai vượng và tuấn anh anh đứng chào to còn nó ngồi xuống sàn xi măng mặt nhăn nhỏ. tên quản giáo có vẻ khó chịu nhưng hắn chưa kịp nói gì thì thằng vượng đã cất lời anh đại anh đại không cử động được chân bên phải đêm qua anh ấy cố đi vào nhà vệ sinh thì bị ngã may mà không sao xin quản giáo cho anh ấy ra khám và xin thuốc nếu cứ để tình trạng này kéo dài nguy hiểm lắm bác hỏi quay sang nhìn nó mà hắn vẫn thế lúc nào cũng ngẩng lên như nhìn người đối diện bằng nửa con mắt ơi thở của bác hỏi lúc nào cũng vậy giờ mới tờ mờ sáng đã toàn mùi hồng xiêm Đương nhiên hắn biết chân nó bị làm sao Thậm chí biết rõ Nhưng trước giờ hắn đâu có ưa gì nó Thái độ của tên hói đầu làm cả ba thằng như nín thở Hồi hộp không biết kết quả thế nào Và hỏi bất ngờ quay sang Tuấn Anh hất hàm rồi nói Mày dịu nó ra Điều này không nằm trong tính toán Làm cả mấy thằng chúng nó ngỡ ngàng Nhớ là thằng Tuấn Anh Mặt nó nghẹt ra Không biết phải nói năng ra sao thì lại là thằng Vượng đỡ lời Em bị đau bụng đi ngoài mấy ngày này Từ lúc còn ở Quảng Ninh cơ Quản giáo cũng biết em làm sao rồi đấy ạ Cho em ra xin thuốc Tiện thẻ dịu anh đại luôn Mới hôm qua thằng Vượng bị bác hói Cho ăn đòn Thế mà hôm nay nó lại dám mở mồm xin sò Không phải một mà tận hai lần Không phải chỉ cho nó mà lại cho cả người khác Điều này thế có vẻ vô lý nhưng không hiểu sao lại có kết quả Bác hỏi lạnh lùng hết hàm Giả hiệu như đồng ý Sau khi việc này kết thúc Thằng Vượng giải thích là tại ánh mắt nó có hồn Làm hai thằng cười nắc nẻ Bởi mặt nó lúc nào cũng như người buồn ngủ Cứ díu díu lờ đờ Còn một điều nữa là trong hồ sơ của Vượng Có ghi là nó nghiện ma túy Khi đến đây Nó cũng khai báo với bác hỏi là thi thoảng vẫn bị đi ngoài đây là triệu chứng của những thằng như nó khi bị bắt Có lẽ cả bởi việc này nữa mà bác hỏi mới đồng ý cho hai thằng nó ra ngoài Lúc này trời mới tờ mờ sáng Nhưng đèn điện đã tắt hết Nên mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ Nhìn ra phía xa thì thấp thoáng mấy bóng áo phạm Chạy đi chạy lại không biết đang làm việc gì Đi gần tới nơi mới thấy rõ Có khoảng 3 bốn chục người mặc áo phạm nhân Phần lớn đang đứng xếp hàng Trước khu nhà to có nhiều cửa sổ Phần còn lại chắc chậm chạp hơn mấy người kia Vẫn đang lúi húi trước bể nước Kẻ vẫn đánh răng người thì cuốn quyết lau mặt giặt rũ phơi phóng Lâu rồi không được nhìn thấy nhiều người như thế Nó thấy rất thú vị Khi thằng Vượng dịu nó đi qua Ai cũng chú ý đến chúng nó Để ý kỹ hơn thì đa phần phạm như ở đây Đều là người lớn tuổi Chỉ số ít là trẻ như nó Thậm chí ít tuổi hơn dẫn hai đứa nó vào buồng y tế cạnh phòng làm việc quản gia Bắc vào cán bộ y tế khám và phát thuốc cho chúng nó trước để có thể sớm đưa trở lại buồng ra hắn dặn chúng nó khi xin thuốc xong thì đứng trước cửa phòng làm việc mấy phạm nhân đang đứng ở bên trong buồng y tế phải đi hết ra ngoài có một hai người hình như đã xin được thuốc trên tay họ cầm gói giấy báo con con nhìn phía trên bàn làm việc có sấp giấy báo được cắt nhỏ đặt gọn gàng ở góc bàn. Vậy là việc kiếm báo coi như đã xong, chỉ còn bông nữa thôi. Cán bộ y tế nói nó ngồi xuống rồi khám chân cho nó. Người này nắn nắn bóp bóp rồi kết luận rằng nó bị phủ nề. Anh ta phát cho nó 10 viên B1 và mấy viên thuốc gì không rõ, dặn nó uống sau khi ăn. Thằng Vượng sau khi xin được mấy viên bơ nó nói nó bị đau tai, tai nó có mù làm người kia bắt nó vành tai ra xem rồi lại phát thêm mấy viên thuốc nữa cùng một nắm bông y tế vậy là kế hoạch của chúng nó thành công mỹ mãn bản thân nó vui lắm đã có người ở cùng buộc để tâm sự ngày đêm lại còn có kế hoạch này nọ hơn nữa còn được đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thật là sung sướng nó bắt hết thằng vượng đến thằng tuấn anh bất kể chuyện gì nó cũng rất chăm chú và hứng thú lắng nghe hai thằng kia thay phiên nhau kể chuyện cho nó nghe và chỉ ngừng lại khi quá mệt hoặc buồn ngủ thằng vượng là thằng tâm sự với nó nhiều hơn thằng này rất tình cảm có thể ngồi với nó đến sáng nghe nó kể chuyện vụ án kể chuyện gia đình và rất hay xoa bóp chân cho nó mỗi khi nó đọc mà đến tận bây giờ nó cũng không quên được vượng dù chỉ mới biết và thời gian ở cùng nhau rất ngắn nhưng những gì vượng đã thể hiện qua lời nói qua hành động kể cả lúc chúng nó không còn ở cùng làm nó rất xúc động có lẽ tìm được một người như vượng rất khó kể cả ngoài xã hội lẫn khi ở trong hoàn cảnh như chúng nó lúc này rất tiếc là nó không có thông tin gì về vượng nó chỉ có thể nhớ đến thằng này bằng cả sự trân trọng và niềm tin vào con người kể cả trong hoàn cảnh nào và dù đó là ai đi nữa đúng như thằng tuấn anh nói năm ngày sau nó đi sự Sao hôm ấy bác hỏi mở cửa sớm yêu cầu Tuấn Anh vệ sinh Rồi mặc quần áo nghiêm chỉnh để ra ngoài Nhìn thằng này có vẻ lo lắng lắm Chắc nó mong nhà nó lo được Để có thể về ngay sau khi xử Sau khi Tuấn Anh đi khỏi Thằng Vượng vẫn như mọi ngày Kể lại kinh nghiệm khi lên trại lớn phải sống thế nào Đối nhân xử thế ra sao Vừa để nó có thể hình dung ra môi trường ấy Vừa rút ngắn thời gian chờ thằng Tuấn Anh về đang kể rất hào hứng vượng bỗng giật mình rồi nói chết rồi đại huy kế hoạch anh em mình không thành công rồi tôi mong là không thành công bởi nếu thành công thì thằng tuấn anh không về được mất nếu nhà nó lo cho nó được thì nó quay lại với anh em mình làm sao phải không nó để nghĩ thằng vượng đổi cách xưng hô từ đêm qua bởi nó không hơn tuổi vượng lại có phải gấu mèo trên phân gì đâu Nó coi Vượng là bạn Bởi thằng này có vẻ thật lòng và tốt bụng Đúng như Vượng nói Nếu thằng Tuấn Anh về với chúng nó Nghĩa là Tuấn Anh không lo được Nó lại phải ở lại đây Vậy là cả hai thằng nó đều mong kế hoạch không thành công Thuốc lào sâu kèn Có thể hút ít đi Thậm chí nhịn hẳn cũng được Việc Tuấn Anh được về hay không mới quan trọng Hai thằng chúng nó Chờ đến tuần 11 giờ trưa Mà không thấy thằng Tuấn Anh về Thậm chí ăn xong mà vẫn chẳng thấy đâu Nên khả năng Tuấn Anh được về là cao lắm Chúng nó đinh ninh trong đầu như thế Và mừng cái thằng ấy Nói mừng Nhưng trong lòng nó buồn lắm Không phải vì thằng Tuấn Anh được về Mà nó buồn Nó buồn vì nghĩ đến bản thân Không biết đến khi nào mình mới được như thế Thằng Vượng như đọc được suy nghĩ của nó Vượng nói Mỗi người một số phận mà bạn Cố gắng lên đừng có buồn Rồi bạn sẽ quen với cảm giác này thôi chẳng đường còn dài lắm. Vượng còn khuyên nó đừng đến chuyện án, bởi có nghĩ cũng chẳng giải quyết gì, mà lại ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tâm lý. Hai thằng nó đang nói chuyện thì bóng tiếng bước chân làm cả hai chú ý và im lặng lắng nghe. Hình như thằng Tuấn Anh về sau ấy. Cả hai đứa chạy ra cửa, tranh nhau ngó qua lỗ thoáng. Khoản do bắt mở cửa theo sau là thằng Tuấn Anh. Nhìn nó mồ hôi một kê đầm đìa nhưng mặt đầy rạng rỡ không hiểu thế nào Nhà Tuấn Anh không lo được hay sao mà đó lại về buồn Và tại sao Tuấn Anh lại vui vẻ sung sướng như thế Tuấn Anh vào buồn chia tay nó xách một túi đầy thức ăn Chẳng cần nghỉ ngơi tắm rửa Thằng này bội vàng Lấy trong túi ra rất nhiều thứ Có gà có xôi Và một gói bánh Nhìn có vẻ ngon lắm Nó nói như gà lên tỏ vẻ sung sướng Em được về rồi các anh ạ à. Nhà em lo được cho em rồi Thằng vợ thăng mắt Sao được về mà lại phải vào đấy? Người ta không thả ngay à Còn bị nhốt bao lâu nữa Tuấn Anh vừa nhồm nhòm miếng thịt gà Vừa chia quà cho hai đứa vừa nói Em đói quá Từ sáng chẳng được ăn gì Có hai đứa xử trước em Nên em phải ngồi đợi cả buổi sáng Mãi mới đến lượt Từ lúc em ra xử Thì chỉ được một lúc là tòa nghỉ Chưa tuyên án em Chắc tí nữa họ lại gọi em ra Nó cố nuốt rồi lại nói tiếp Nhà em xin gặp em một tí Mọi người thông báo là lo được rồi Tối nay thôi là em có mặt ở nhà các anh ạ Nó hét to tay cầm với thịt gà dơ lên cao thể hiện sự sung sướng Vậy là thằng Tuấn Anh đã chắc chắn được về Trưa hôm ấy chúng nói liên hoàn vui lắm Cười nói rôm rả Tuấn Anh lấy trong túi ra bao thuốc dở Mở bao ra thì thấy còn 5-7 điếu Có cả cái bật lửa bên trong Tuấn Anh nhuẹn miệng cười Bố em xin cho đấy Nhưng hút hết thì phải nộp bật lửa cho thằng ngói đầu Vậy là có mấy đi thuốc là, Chỉ có thể hút một hai lần Thế còn thuốc lào đâu Tuấn Anh cười rồi nói tiếp Bố em siêu lắm Nói cái hiểu ngay Nó bọc gói bánh Trong gói bánh có khay nhựa mỏng chia làm nhiều ngăn Nó rút khay ra Đến ngăn trong cùng thì đầy áp thuốc lào Lại có vẻ nén chặt chỗ này khéo phải gấp đôi gấp ba lần chỗ của thằng vượng vậy là kế hoạch kiếm thuốc lào thành công hơn cả mong đợi nhưng chưa vui được hết thì đã phải chia tay có tiếng mở cửa đồng nghĩa với việc thằng tuấn anh phải ra xử tiếp nó được về nhà bác hỏi không cho chúng nó chút thời gian nào để quyến luyến hắn bắt tuấn anh nhanh chóng ra ngoài chúng nó chỉ kịp chào nhau nhìn nhau như động viên an ủi thằng vượng cũng chỉ ở cùng nó được thêm một được thêm khoảng một tháng rồi cũng đi xử trong thời gian này vượng luôn chấn an tinh thần và động viên nó rất nhiều thằng này do đã bị đi một tăng nên có nhiều kinh nghiệm và tâm lý ổn định hơn hắn ổn định hơn hắn vượng kể rất nhiều chuyện cho nó nghe kể chuyện gia đình cả chuyện cuộc sống chúng nó dường như chia sẻ hết mọi điều nên Vượng cũng hiểu rất rõ vụ án nó gây ra. Nó phân tích, khả năng khi điều tra xong nó sẽ chuyển về trại tạm giam Trần Phú trong thành phố Hải Phòng. Nơi này bạn ấy chưa từng đến nhưng nghe người ta kể thì đây là nơi rất khốc liệt khó sống lắm. Với tội nó gây ra có thể bị xử từ 18 đến 20 năm. Xử xong thì hình như đi một trong hai trại Hang Son và Xuân Nguyên tùy theo từng thời điểm. Vượng còn dặn nó cách đối nhân xử thế trong đủ các trường hợp có thể gặp. Còn về Vượng, bạn ấy sinh ra đã không biết mặt bố mẹ và được bà nội nuôi đến năm 15 tuổi thì bà mất. Vượng lang thang từ lúc ấy và thi thoảng mới về nhà thăm vài người họ hàng. Trước đây thường hay qua lại với bà. Năm Vượng 18 tuổi, nó đi tăng tủ đầu tiên vì tham gia đánh nhau gây thương tích. Không có trợ cấp nên khá vất vả nhưng cũng nhanh chóng hết thời gian cải tạo bốn năm khi trở về bạn này lại tụ tập chơi bời rồi mắc nghiện và đây là tăng tù thứ hai thằng vượng hình thức rất xấu khuôn mặt nó nhỏ thó có mấy cái mụn ruồi to tướng hàm răng trên chìa hẳn ra ngoài làm miệng như thể chẳng ngậm lắm đôi tai mỏng và dính chặt vào đầu làm nó trông như dị nhân với bạn này việc bắt là chuyện bình thường là điều không thể tránh khỏi bởi cách sống bạn ấy lựa chọn nhưng qua lời kể thì vượng rất được lòng anh em bạn bè vì không ngại việc gì hết mình vì bạn thằng vượng nói nhà bạn ấy còn bà dì cũng khá thương mình nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không giúp được nhiều lại ham chơi nên bà ấy không giữ và bảo bàn được vượng hứa sẽ nhờ bà dì mua thuốc cho nó đỡ đau chân vào ngày xử mỗi ngày vượng để dành một ít cơm rồi nặn thành những quân cờ vượng bảo không biết chơi cờ nhưng hứa sẽ làm xong bộ cờ trước khi ra sử để tặng nó mỗi ngày chỉ có thể làm được vài quân quân trắng làm xong trước còn quân đen phải lấy cho từ màu giấy báo quấn sâu kèn trộn với cơm nhào thật kỹ mới nặn được ngày vượng ra sử thì bộ cờ đã được làm xong trước mấy hôm nghĩ đến việc phải xa thằng này nó rất buồn nó sợ lại một mình Lại như kẻ điên giống thời gian trước Hơn nữa Vượng lỡ tình cảm Chẳng khác nào anh em trong nhà Thời gian qua Vượng chăm nó cẩn thận lắm Vì nó đi lại hơi khó khăn Nên chẳng phải làm gì Từ cơm nước giặt rũ đến tắm rửa Chỉ thiếu cho nó đi vệ sinh nữa thôi Là thành bảo mẫu rồi Vì thế nếu xa thằng này Nó sẽ buồn và nhớ lắm Bạn ấy đâu khác nào người thân của nó đâu trước khi ra xử đêm một chiếc vượng dặn dò nó kỹ lại một lượt các kinh nghiệm phải ra môi trường lớn hai thằng thức trắng đêm nói chuyện với nhau vừa an ủi nó tôi với bạn vẫn có thể gặp nhau mà nhiều khả năng xử xong tôi sẽ được ở lại đây thỉnh thoảng bạn đi xin thuốc mình vẫn có thể nói chuyện với nhau mấy câu ở ngoài đấy có thể giúp được bạn cái gì tôi sẽ làm hết sức bạn đừng buồn quá nhé sau khi vượng ra xử mấy ngày thì nó xin khám bệnh trên đường ra nó thấy vượng ngồi rửa mặt ở bể nước cùng rất nhiều người khác vậy là đúng như bạn ấy nói chúng nó vẫn có thể gặp nhau khi nhìn thấy nó đi xa khi nhìn thấy nó đi ra vượng vứt hết khăn mặt và chậu rửa bà chậu rửa ở đấy và chạy nhanh vào buồng giam chung lúc ra nó thấy trên tay bạn ấy có mấy cái lượng khô Đứng trước quản giao đồng Vượng xin cho nó được cầm về buồng giam Hai đứa chúng nó nhìn nhau cười sung sướng Vượng giữ lời lắm Khoảng một tuần sau Bác hói bắt cỏ kiên cầm thuốc Và cho nó uống Và đây cũng là lần đầu tiên Cũng là lần duy nhất Nó nghe cỏ kiên nói dài và nhiều thế Thằng kiên bảo nó Thuốc anh Vượng chuyển cho anh Anh ấy bảo uống trước khi đi ngủ Để anh ngủ cho ngon anh ấy còn xin gửi dầu xoa Nhưng không được Nó định hỏi vài câu Thì cỏ kiên nhanh chóng chạy mất Chắc sợ bác hói bắt được Rồi lại khổ đời Sau này nó mới biết Vượng lén cầm tiền mặt Vào biếu bác hói Hắn mới đồng ý để bạn ấy gửi thuốc cho nó Nó ở một mình Sau khi vượng xử khoảng 2 tuần Thì lại có người vào cùng buồn với nó Hắn ít tuổi Giá như thư sinh có vẻ hiền lành lắm nhưng kẻ này không như nó đánh giá Đằng sau bộ mặt và dáng dấp ấy Là một con người thủ đoạn bẩn tính Và đầy phản chắc Thằng này mang họa đến cho nó Và vượt Làm đến mãi sau này Nó chẳng thể nào quên Thằng mới này tên Nam Ít hơn nó 5 tuổi Quê Thái Bình Lúc đầu mới vào Thằng này có vẻ cúm núm sợ sệt lắm Nhưng chỉ sau vài câu làm quen Chắc nó không cảm thấy nguy hiểm Nên mất cây vẻ ấy ngay từ khắc Tội thằng này gần giống thằng Vượng Nó cũng ăn trộm đồ quân đội Nên bị bắt vào đây Thằng này nói nhiều không nghỉ Cách nói của nó đảm bảo sẽ làm bất cứ ai Khi nghe sẽ cảm thấy khó chịu Bởi nó nói trống không Cách diễn đạt biểu cảm không có trên có dưới Các hẳn cái bè rụt rè lúc đầu Càng lúc thằng Nam càng lấc cất Thằng này làm nó hơi khó chịu Nhưng cũng chỉ là vấn đề giao tiếp nói năng Không đáng chật hơn nữa vì không có người nói chuyện tâm sự Nên lúc thằng này vào nó mừng lắm Sao có thể để vấn đề nhỏ kia là ảnh hưởng đến hòa ký của hai thằng Trong cái nơi bẩn thỉu tối tăm này được Thế nên thằng Nam kể chuyện nó vẫn lắng nghe chăm chú và đương nhiên đầy thích thú Ngoài vấn đề nói năng Thằng Nam còn có rất nhiều tính xấu tật xấu khác nữa Ở cùng nhau vài ngày thì mọi thứ bộc lộ ra Chẳng cần tìm hiểu Trước đây khi ăn cơm cùng Vượng và cả lúc thằng Tuấn Anh còn ở lại đây Mấy đứa chúng nó nhường nhau từng hạt cơm Thức ăn thì chia đều Không ai hơn ai cả Còn khi ăn với thằng nào Nó cảm thấy với thằng này bữa ăn không khác nào cuộc chiến Nó ngồm ngoàm hết cỡ có thể Ăn vội ăn vàng Như sợ mấy hạt cơm bốc hơi mất luôn Khẩu phần hai thằng Có bốn miếng thịt Bữa nào nó cũng ăn xong trước và chừa lại một miếng Nếu được mời Thằng này sẵn sàng sơi nốt ngạc nó không chỉ gần thằng nam lúc ăn mà còn trong mọi tình huống và vấn đề khác thằng nam có thể tắm gần hết cả bể nước trong khi nó chỉ một chút bởi nó luôn sợ không đủ nước dùng khi đi vệ sinh hoặc những ngày hôm sau có, có mất điện mất nước thì còn có nước mà dùng khi thằng này lên lỗ thoáng ngắm nghĩa lâu nếu có thèm lắm nó cũng chỉ hỏi bên ngoài ấy có gì không bao giờ nó đòi hỏi Mỗi khi thằng Nam muốn hút sâu kèn Nó sẵn sàng bỏ ra cuốn Rồi mời hút ngay Chẳng bao giờ tiếc Kể cả còn mấy ít Nó nhường bởi nó lớn hơn thằng kia Và luôn nghĩ hai thằng chắc chỉ có thể ở cùng nhau ít ngày Gây khó dễ cho nhau làm gì Có hai thằng với nhau thôi Căng thẳng thì chắc khó ở lắm Nếu chỉ như thế thì sẽ không xảy ra chuyện gì Mấy cái tính xấu của thằng này Tuy làm nó khó chịu Nhưng nó không để vào đầu không bao giờ chết. Ngày hôm ấy chúng nó hết thuốc lào, nên hôm sau nó sẽ phải xin ra khám bệnh. Thằng Vượng đã dặn nó từ lúc trước khi xử. Nếu Vượng được cải tạo tại đây, nó cứ ra ngoài khám bệnh là sẽ có thuốc lào cầm về. Ngoài khi thằng Vượng luôn chuẩn bị sẵn để có thể đưa thuốc bất cứ khi nào nó ra. Từ khi thằng Nam vào và cùng, nó ra ngoài ấy liên tục và luôn chót lọt khi cầm vào. Thằng Vượng rất khéo và cẩn thận Thuốc lào luôn được cho sẵn vào một cái túi nhỏ Chỉ bằng ba ngón tay Ép chặt đến mỏng dính Vượng luôn để ý mỗi khi nó ra Nhìn thấy nó từ xa đi tới là bỏ hết mọi việc Chạy vào phòng y tế giả và bờ khám bệnh Khi nó được vào Cũng là lúc Vượng phải đi ra Vượng sẽ đưa thuốc lúc hai đứa đi qua chạm mặt nhau Có lần Vượng còn nhét luôn vào cặp quần nó Rất nhanh và gọn gàng đương nhiên thằng nam biết quan hệ của vượng với nó biết cả nguồn gốc thuốc lào chúng nó có thể hút là từ đâu ra thằng này hỏi và nó trả lời chuyện này đâu có gì mà phải giấu trong thời gian ở cùng nhau chỉ có một việc nó không chiều theo ý thằng nam thằng này muốn đổi chỗ nằm với nó nó nằm sát ngoài đối diện cửa sắt còn nam nằm ngay cạnh hai chỗ này không hiểu có gì khác nhau và đặc biệt mà thằng nam cứ hết ngày này sang ngày khác đòi đổi lúc thì nó nói lý do là nằm gần nhà vệ sinh nó không thích lúc lại bảo nó nhanh nhẹn hơn nằm ở đấy thuận tiện cho việc thò ra ngoài mang khay thức ăn vào trong rất rất nhiều lý do được nó mang ra để đòi hỏi và đến khi chẳng thể nói ra được thêm lý do nào khác nó dọa sẽ mách quản giáo việc thẳng vượng tuồn thuốc lào vào buồng cho chúng nó lý do này làm nó đương nhiên phải nhận hậu quả Thằng Nam bị nó tát cho mấy cái Thụi mấy cái vào bụng Câu nói ấy không thể chấp nhận được Thằng này có vẻ cũng biết đã lỡ lời Mọi thứ lặt vặt đều có thể cho qua Nhưng lý do này thì không thể Kể cả đùa cợt Nó cũng phải cho thằng này biết Đấy không phải là chuyện đùa Hơn nữa Nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến thằng Vượng Nó có thể bị phạt Có thể bị đi kỷ luật ngay Thằng Vượng không đáng bị như thế nó không nhường chỗ cho thằng Nam Chỉ bởi chỗ ấy sát cạnh tường Khi nằm nó có thể dựa chân Chân nó vẫn hay đau nhức Và làm thế nó cảm thấy dễ chịu dễ ngủ hơn Thằng Nam dường như chẳng quan tâm chuyện ấy Và không hiểu chỗ nằm trong cái buồng tối bẩn thỉu hôi hám này Có gì quan trọng với thằng này như thế chứ Thực ra nó tát thằng Nam không chỉ bởi lý do ấy Trong thời gian qua chắc nó cũng chịu nhiều ức chế Với cái cơ sở và cách sống của thằng bẩn tính này nó tưởng sự việc chỉ dừng ở đây là thôi Sau khi thằng kia tỏ vẻ biết lỗi Nhưng sáng hôm sau Khi bác Hói mở cửa buồn Thằng Nam chạy ngay ra báo cáo với bác Hói Rằng mình bị đánh Đương nhiên thằng này kẻ rồi hai hết tất cả Lúc thằng Nam nói chuyện bác Hói Khuôn mặt và ánh mắt Nó tỏ vẻ đáng thương và ra điều Mình bị oan ức lắm Thằng Vượng với nó bị lôi ra sân Trước cửa phòng làm việc Lúc hai thằng đứng với nhau Vượng nói nhỏ Tôi chỉ sợ bạn bị làm sao thôi, sức khỏe bạn không tốt, nhớ lo lại cùng bạn tiếp thì chịu sao nổi. Tôi thì sao cũng được, cùng lắm nó chỉ có thể nhốt rồi cùng tôi một tuần thôi. Vượng chưa nói hết thì bị bác hỏi gọi vào buồn. Đứng bên ngoài nó sốt ruột lắm, kiểu gì thằng hỏi đầu kia cũng đánh Vượng. Và chuyện ấy là điều đương nhiên, bác hỏi bắt Vượng đứng dựa lưng và tưởng. Trên tay hắn là cái roi da nhỏ trước kia từng dùng để đánh nó lúc bị cụm. Hắn buộc tới tập thẳng bước, có vẻ đau lắm. Cả người nó co lại rúng gió mỗi khi roi quất lên người. Nhìn bạn mình đánh, nó không chịu nổi, mà đang nóng ra. Và rồi như vô thức nó lao vào trong đứng chắn giữa vượng và bác hói. Tay nó giữ chặt tay bác hói, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Nó đã cố kiềm chế nên chỉ như thế, trong đầu nó có ý nghĩ điên loạn nhưng kịp thời bị dẹp bỏ Nếu làm quá sẽ không có lợi lúc này Cho cả nó và cho cả vợ Bác hỏi có vẻ hơi bất ngờ Với hành động của nó Hắn trừng mắt lên như sắp nổi điên Nó thừa biết bác hỏi thế nào Và đương nhiên nó sẵn sàng hứng chịu Nhưng bác hỏi không làm như nó nghĩ Hắn thả tay xuống Làm nó cũng buông tay Rồi lạnh lùng nói Mày theo tao Bác hỏi dẫn nó về buồng bắt nó đứng chờ ngoài cửa, hắn mở cửa rồi bà thằng Nam mang Tư Trang ra ngoài, thằng Nam không dám ngẩng mặt nhìn nó. Nó vào buồng sau khi nghe bác hỏi nói, lần này tao bỏ qua, nhưng từ nay mày không được ra khám bệnh nữa. Đấy là lần cuối cùng nó gặp thằng Vượng Sau đến một thời gian nó đã tìm đủ mọi cách để được ra ngoài xin thuốc khám bệnh, nhưng không thể gặp lại Vượng bởi từ sau lần ấy. Quản giáo chỉ cho nó ra khi phạm nhân bên ngoài đã đi lao động Chẳng còn ai ngoài ấy chờ nó nữa Nó cũng cố hỏi thăm tình hình thằng Vượng Nhưng cũng không được thông tin gì Quản giáo thì chỉ trả lời qua loa Còn cỏ kiên vẫn thế chẳng chịu mở mồm nói lấy một câu Bộ cờ thằng Vượng làm tặng nó Bị bác hỏi thu mất Và lần chuyển buồn tiếp theo Dù tiếc mà buồn lắm Nhưng chẳng thể làm gì nó chỉ có thể nghiến răng nuốt giận vào lòng mà thôi Đến tận bây giờ nó cũng không hiểu tại sao bác hói không đánh nó lúc ấy Không biết vượng nó bị làm sao không Sau đấy nó sống thế nào Trước khi bị chuyển đi Nó chỉ kịp gửi lời hỏi thăm qua một phạm nhân tự giác khác Và biết khi bác hói nhốt nó và buồn trở ra Hắn bắt cỏ kiên gom tất cả thuốc lào thuốc lá của phạm nhân ngoài ấy mang ra đốt sạch Mãi sau đấy một tuần mọi thứ mới trở lại bình thường Thằng Vượng bị hạ loại thi đua Nó phải lao động khá vất vả Ở một mình vài ngày Thì nó nhìn thấy ba phạm nhân được đưa vào khu bánh Được đưa vào khu bánh trưng Trong khi đứng nhòm quá lộ thoáng Hai thằng vào cùng buồn với nó Thằng còn lại chắc cùng buồn với thằng nào Hai thằng mới vào cũng quê Thái Bình và đều ít tuổi Chúng nó phạm tội khi còn trong quần ngũ thằng hùng tội cố ý gây thương tích thằng gọi lại tên luyến thằng này nghiện khi về phép nó đi cướp cùng mấy đứa cùng làng và bị bắt nhốt vào đây không được gặp vượng nó đâm ra chán nản cuộc sống vẫn cứ thế thôi ngày nào cũng giống ngày nào chẳng có gì đáng chú ý nữa sau hơn 10 tháng ông chú vinh điều tra viên mới lên nó phải khai thêm vài chi tiết rồi ký vào bản kết luận điều tra với ba tội danh giết người, đánh bạc, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng. Nó lại phải chuyển đi. Lần di chuyển này phải ngồi trong xe thùng, chẳng được ngắm nghĩa khung cảnh trên đường đi, và lại còn bị say xe. Điều trước đây chưa từng xảy ra bao giờ, nên nó cứ lờ được. Chỉ khi xuống xe, nó mới biết mình đang ở đâu. Đúng như thằng Vượng nói, nó được chuyển về trại giam Trần Phú nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Khi xuống xe nó thấy choáng ngập Con đường này nó đi qua rất nhiều lần khi chưa bị bắt Vậy mà cảm giác lạ lẫm là thứ đầu tiên của nó Trên đường đi xe cổ tấp nập làm nó thấy chóng mặt Khi thấy nó xuống xe vài người vừa đi vừa ngoái cổ nhìn Có người còn đỗ hẳn lại để nhìn cho rõ mặt Ông chú Vinh châm đưa thuốc rồi đưa cho nó hút trước khi dẫn nó vào trong Đi tới lối vào mái vòm người phụ nữ có tuổi mặc cảnh phục chiêu ông Vinh Bắt ông nhìn gương chỉnh lại trang phục Rồi nhắc nó bỏ thuốc lá khi vào trong. Ông Vinh xin cho nó đổ hút hết điếu thuốc Rồi đi tiếp Bảo nó theo sau Trước mắt nó là một cái sân rộng cây cối trong này Chắc đã được trồng lâu năm Nhìn như cây cổ thụ Bao xung quanh là các khu các phòng làm việc xây theo kiểu Pháp Khu to khu nhỏ xen lẫn nhau Tường vàng ẩm mốc vết ố đen loang lộ giữa các ô cửa màu xanh khá to. Đứng trong sân này, ai chắc cũng sẽ thấy mát mẻ hơn, nhưng thiếu ánh sáng. Các cây to lớn rộng làm ánh sáng ít lọt qua. Góc bên trái sân có một phạm nhân nữ đang quét dọn cạnh cánh cửa khép hở. Chắc đấy là khu giảm giữ phạm nhân nữ. Tất cả mọi thứ xung quanh nó đều nhìn chăm chú không bỏ sót chi tiết nào. Hướng nó đang đi dẫn tới một cái ngách nhỏ Đường vào rất bẩn, lép nhép và rất nhiều ổ gà ngập nước. Đi sâu vào trong ngách có một phòng làm việc. Đứng trước cửa phòng ngay trước mặt nó là một cái kệ gỗ. Có rất nhiều hốc, mỗi hốc có một chùm chìa khóa bên trong. Một vị cán bộ có tuổi ngồi trước cái bàn gỗ lên to tướng kê dọc phòng. Trên bàn làm việc có chồng hồ sơ ngổn ngang hơi lộn xộn. Góc phòng bên phải có một hốc nhỏ thụt vào bên trong. Bên trong có giá để dép cao sát trần nhà rất nhiều dép nhựa màu xanh xếp chồng chéo có vẻ như không đủ chỗ nên dưới sàn cũng đầy dép là dép ngay lối ra vào có cái ghế băng dài cũ nát bằng sắt hoen gì chắc đây là chỗ dành cho những thằng như nó cái ghế dài sát tận góc phòng bên trái cạnh lối đi vào sâu trong nữa không biết dẫn tới đâu chú vinh chỉ tay bảo nó ngồi ra ghế ghế băng rồi bắt tay chào hỏi vị kia và trao đổi làm việc giấy tờ gì đó trong lúc họ làm việc Một tốp cán bộ đi từ ngoài vào Thấy nó ngồi đấy Một người quá to Mày chừng mắt nhìn cái bố đây à Đánh chết mẹ mày bây giờ Ông chú Vinh quay ra đỡ lời cho nó Nó mới về đây Không biết gì đâu Bỏ qua cho nó đi Rồi quay sang vào nó Gặp các chú cháu phải chào chứ Nó lấy nhí chào Rồi cúi đầu xuống cho đỡ dạy việc Ông cán bộ làm việc với chú Vinh gọi to một tiếng Một thằng nhìn bẩn bẩn chạy từ phòng để dép ra Áo nó mặc là áo phạm nhưng quần lại là quần jean Thằng này chạy ra rồi đứng sát tường Tay chấp lại để ra phía trước Mặt cúi gằm thưa gửi rất lệ phép Ông cán bộ hất hàm về phía nó Thằng này như hiểu ý chạy đi một lúc Khi quay lại hắn cầm theo cái tông đơ cũ đen xỉ bẩn thiểu Rồi gọi nó ra phía trước cửa Bát nó ngồi xuống sát mép tường rồi hỏi Mày muốn cắt kiểu gì? Nó trả lời Kiểu gì cũng được Kiểu gì cũng được Lâu rồi nó chẳng được nhìn thấy cái mặt của nó Lại trong hoàn cảnh này tóc tai quan trọng gì chứ Thằng kia cười sẵn sàng Ở đây thì làm eo gì có kiểu Tao đùa mày đấy Vào trong này thằng nào cũng như thằng nào hết Chọc hết Vừa nói hắn vừa nhìn sang túi tư trang của nó Ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp Cho tao cái quần kia nha Nhìn có vẻ xịn đây Tao cắt tử thế cho Sẽ không bị nham nhở như những thằng khác Ví dụ như thằng kia kìa Hắn vừa chỉ tay vừa cười khoái trá Làm nó quay sang nhìn ngay tức khác Đang đi về phía nó là một thằng nhỏ con Mà ăn Ăn mặc bẩn thỉu chân đất Và cái đầu thì chỗ trắng chỗ xanh Thậm chí còn có chỗ tóc chưa được cắt vẫn giải nguyên lơ thưa vài sợ đi sau thằng ấy là một vị cán bộ trẻ măng bước đi khệnh khạng nhốn nhảy thằng tóc nham nhở có vẻ như vừa bị chỉnh mặt nó vẫn in hẳn vết tay khóe môi rớm máu vừa đi thằng này vừa cúi gầm mặt có vẻ sợ sệt và hình như đã biết điều không biết nó làm gì khi vào đây mà để người ta đánh nó đương nhiên khi nhìn thấy quả đầu như thế nó đã đồng ý tặng thằng kia cái quần để được cắt tóc tử tế hơn. Trong khi cắt tóc, thằng tự giác hỏi thăm nó vài câu. Và khi biết nó người Hà Nội lại gây vụ giết người Hải Phòng thì thằng này chửi thề. Mẹ, mày khổ rồi, vào đây chắc chắn mày sẽ khó sống lắm. Nó chẳng quan tâm, Sự ngay khổ lúc này đâu còn quan trọng. Nó nghĩ những gì nó trải qua đủ để nó có thể đối mặt với bất cứ thứ gì những gì vượng kẻ và giận nó hiện lại trong đầu rõ mồn một Sau màn cắt tóc Nó được thằng tự giác đưa vào phòng chưa dép Nó phải cởi hết quần áo Để thằng này khám người Và sờ nắn quần áo qua loa như thủ tục Thằng này bảo nó Thằng lúc nãy không biết giấu gì trong hậu môn Tao khám nó không cho khám Mày thì thôi bỏ qua Tao thấy quý mày Xong rồi đấy Mặc quần áo lại Ra ngoài đi Tư trang của nó là hai cái túi to tướng Khi đi khỏi trại giam quân khu 3 Nó mới được nhận Và được biết nhà nó gửi cho lúc mới bị bắt Ông chú Vinh mang tới gửi quản giao bắt Hắn vứt vào kho không đưa cho nó Nó ra ngoài cũng là lúc chú Vinh làm việc xong Ông vỗ vai nó và nói Cố gắng lên cháu nha Ở đây khác với Vĩnh Bảo nhiều lắm Vững vàng nhé Một thời gian nữa cháu sẽ ra xử và được gặp gia đình Bố mẹ cháu mong được thấy cháu lắm đấy Điều tra viên là người tốt Nó chắc chắn điều này Chỉ ánh mắt của ông thôi cũng gần như đã nói lên tất cả Ánh mắt hiền từ chứa đựng đầy tình cảm Đây cũng là lần cuối cùng Nó gặp chú Vinh Đến tận bây giờ Ánh mắt ông ấy nhìn nó lúc ấy Vẫn còn nhớ như in Chú Minh đi ra đến cửa thì gặp một người mặc cảnh phục Ông bắt tay và chào hỏi Có vẻ thân mật lắm Người này dáng bệ vệ bộ cảnh phục Được là luột phẳng phiêu nhìn rất chỉnh chu Đôi giày bóng lộn Ông đi không phải giày ngành Nhưng rất hợp với bộ quần áo ông mặc Tóc được chải và vuốt sang hai bên rất cẩn thận Da mặt ông ngâm đen Đôi lông mày trội xè Làm ông có vẻ dữ tợn Giọng nói sang sàng vang to Nghe hai người nói chuyện với nhau Nó biết vị này tên là Tuấn Lúc nói chuyện ông Tuấn Quay nhìn nó mấy lần Khi nghe chú Bình giới thiệu sau khi chào Chu Vinh Ông Tuấn vào phòng làm việc Bước đến trước các học đựng trẻ quả. Ông đưa tay lấy một chùm Rồi nói mà không nhìn nó Đại đi theo ta Nó đi sau ông Tuấn Và lối đi hẹp Chỉ đủ cho một người lớn Giang tay hết cỡ Phía trước mặt sâu hun hút tối om Không rõ phía trước có gì Nhưng ngay sau chỗ nó vừa đi qua Là một khoảng nhỏ Có ánh mặt trời chiếu vào Hai ba người mặc quần áo phạm dáng to cao mồ hôi nhế nhại Đang vần có thùng phi nhôm to bên trong chứa đầy cơm bao khói nghi ngút Đi hết khu vực tối om thì đến một phòng lớn được xây kiểu hình trụ sàn nhà lát đá hoa màu vàng nâu Trần nhà hình bòm khá cao nhịp rõ mai ngói Giữa căn phòng có một cái bàn gỗ như bàn học sinh Hai cán bộ trẻ ngồi đấy Họ chào ông Tuấn rất lễ phép Đối diện cái bàn là cầu thang dẫn lên phía trên có ban công tròn xung quanh có lan can sắt. Vì ông này đi rất chậm rãi nên nó có thể nhìn khắp lượt. Xung quanh có bốn lối đi chia đều các hướng. Thêm cả lối nó vừa đi sẽ thành hình ngôi sao năm cánh. Nó đang đứng ở phần trung tâm của ngôi sao. Xen kẽ các lối đi là các khu chuồng cọp khá lớn với sông sắt to và dày. Phía bên trong chuồng cọp có các buồng giam nhỏ với cửa sắt kín kít chỉ có lỗ thoáng nhỏ tí giống như cửa sắt nơi nó bị ép cùng Ông Tuấn dẫn nó vào lối đi đầu tiên bên trái Khi đi qua khu chuồng cọp sát lối đi này Nó giật mình khi có tiếng gào thét Thằng áo trắng quỳ xuống Mẹ thằng kia quỳ xuống Hơi bất ngờ Nó nhìn lại cái áo mình đang mặc Hơi như thằng vừa gào thét kia Nói nhầm vào nó Nó cố nhìn vào khu chuồng cọp Để xem thằng vừa chửi ở buồng giam nào mặt mũi nó ra sao Thì thằng kia bỗng dưng cười khanh khách Lại có tiếng như nói đùa cợt Tuấn mặt sắt Em chào thầy Tuấn mặt sắt Ông Tuấn hướng mặt vào khu chuồng gọt Để nói to Mẹ còn chó Im một Thằng kia có vẻ chẳng sợ Vẫn cười sẵn sặc vẻ quái trà Rồi bỗng dưng thằng ấy cất tiếng hát Nó hát to cộng với thiết kế như kiểu nhà hát Của khu vực này Làm tiếng nó no như vàng vọng khắp nơi nó có cảm giác hơi ghê người lúc này nếu không nhầm thì đã là cuối thu sắp sang đông bên trong này hơi lạnh làm nó sợ rèo thằng đang hát gây cho nó có cảm giác ma quái ghê rợn không biết thằng trong kia là ai sao lại dám đùa cợt với ông tuấn như thế nó đang được dẫn tới nơi nào đây có như những gì thằng vượng kể với nó không nó không thể hình dung được nơi này khốc liệt hơn nó nghĩ những gì sắp tới sẽ dạy cho nó nhiều điều mà mãi tới sau này vẫn có thể áp dụng được